Sau khi cùng Inter Miami lên ngôi tại League Cup 2023, Lionel Messi chính thức vượt qua Dani Alves để trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử, 44 danh hiệu. Theo ESPN, chỉ có một giải đấu chính thức Messi từng chơi nhưng không thể chiến thắng. Đó chính là Cúp Quốc gia Pháp. Cụ thể, trong hai lần sân chơi tham dự sân chơi này trong màu áo PSG, Messi cùng các đồng đội đều bị loại tại vòng 1/8. Cúp Quốc gia Pháp là danh hiệu hiếm hoi Messi còn thiếu trong sự nghiệp. Mùa năm 2021 đến năm 2022, PSG dừng bước trước Nai trên loạt luân lưu. Năm ngoái, toàn đội lại nhận trận thua 1-2 bởi đối thủ Marseille. Trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2021, PSG đã bỏ túi 6 cúp quốc gia Pháp. Tuy nhiên kể từ khi Messi gia nhập, đội bóng lại chưa thể chạm tay vào chiếc cúp này. Với việc Messi đã rời PSG để chuyển sang Inter Miami, cúp quốc gia Pháp có lẽ là danh hiệu hiếm hoi Messi bỏ lỡ trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tuy nhiên, Messi có lẽ cũng không quá bận tâm về điều này bởi cúp quốc gia Pháp vốn không phải đấu trường danh giá. Messi khẳng định World Cup là danh hiệu quan trọng nhất và siêu sao người Argentina đã chinh phục thành công hồi năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn trên Apple TV, Messi nói rằng quyết định chọn Inter Miami là đúng đắn, bởi anh cảm thấy vui khi chơi cho câu lạc bộ này. Tôi vẫn muốn thi đấu, muốn chạm vào bóng, muốn tập luyện và chiến đấu, anh nói thêm. Điều quan trọng nhất hiện tại với tôi là tận hưởng bóng đá, và tôi không muốn phải hối tiếc điều gì. Tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để phân tích và chọn lựa tương lai cho bản thân. Dù ở tuổi 36, Messi đang dẫn đầu cuộc đua đoạt quả bóng vàng 2023 theo Marca. Thủ quân người Argentina còn vừa giúp Miami đoạt danh hiệu đầu tiên trong lịch sử đội bóng với chức vô địch League Cup. Messi được đồng đội công kênh sau chiến tích đó, giống như thời anh còn ở Barca hay tuyển Argentina. Tôi chưa có ý định giải nghệ, nhưng tôi sẽ cố gắng chơi bóng lâu nhất có thể, anh nhấn mạnh. Messi cũng nhắc lại 2 năm khó khăn ở PSG vừa qua, khiến anh mất đi niềm vui chơi bóng. Trong thời gian đó, tôi chỉ hạnh phúc mỗi khi trở lại tập trung đội tuyển, anh nói thêm. Còn tại Miami, tôi đã tìm lại được niềm vui mỗi khi chạm vào bóng như thời còn ở Barca. Miami đang đạt chuỗi 7 trận bất bại kể từ khi có Messi, và anh cũng ghi bàn trong mọi trận. Trong 10 bàn cho Miami, Messi ghi tới 5 bàn từ ngoài cấm địa. Anh đoạt giải vua phá lưới và cầu thủ hay nhất League Cup 2023. 10 bàn của Messi trên đường cùng Inter Miami đoạt League Cup 2023. Messi cũng biến Miami thành đội mạnh ở Mỹ, dù trước đó họ đứng chót bảng miền Đông MLS. Miami đã giành suất dự Cup C1 Bắc Mỹ, và nếu vô địch giải này họ sẽ được chơi ở FIFA Club World Cup. Theo cựu thủ quân Mỹ Landon Donovan, Miami đã là đội mạnh nhất Mỹ sau khi có Messi. Messi không loại trừ khả năng sẽ dự Copa America 2024 và thậm chí là World Cup 2026 khi anh 39 tuổi. Khi đó, anh sẽ không phải chịu áp lực bởi Argentina đã là đương kim vô địch.